Chúng ta chuẩn bị cho buổi học nha. Nào, chúng ta ngồi thẳng lưng lên. Cô xin chào quý phụ huynh cùng các con. Cô xin giới thiệu, cô tên là Tường Vi, cô đến từ Vĩnh Long. Ba từ để nói về cô đó là trung thực, hiếu thảo và ham học hỏi. Xin mọi người hãy cổ vũ cho cô. Cô rất là vui được đồng hành cùng các con. Đến hôm nay là buổi cuối rồi. Cô với các con cùng trao cho nhau những trái tim yêu thương thật là lớn nha, trước buổi học. Cô thấy rất là nhiều trái Chúng mình tim lại của trao các con. cái trái tim bằng trái Rất tim là thông vui minh và rất là nha, hạnh trái phúc. tim thật là yêu thương nha. Nào, Thật chúng là ta tuyệt sẽ cùng khởi vời. động cho não bộ để mình có một cái buổi học thật là sảng khoái và tiếp thu được 100% năng lượng và buổi học của mình nha các con. Nào, chúng ta hãy cùng cô hít thở thật sâu nha. Cùng cô làm 3 lần động tác hít thở nha các con. Nào, chúng ta ngồi thẳng lưng lên. Hít một hơi thật sâu vào. Hít vào. Thở ra và cười, cười như những đóa hoa luôn nha các con. Đúng rồi, nụ cười của chúng ta nó rất là tuyệt vời. Chúng ta làm lần thứ hai nha. Hít một hơi thật sâu. Thở ra và cười. Lần thứ ba nha các con. Chúng ta sẽ tiếp tục hít một hơi thật sâu. Thở ra và cười, cười thật tươi, Cười cười như tươi những đóa nha. hoa. Rồi, vậy thì chúng ta cùng cô bạn nào có thể là đưa tay lên, chúng ta đưa tay lên tay trái và tay phải của chúng ta đâu? Chúng ta sẽ thực hiện động tác nào đầu tiên nào? Cô mời các bạn giúp cô xem. Chúng ta sẽ thực hiện động tác nào đầu tiên nào? Cô đã thấy rất là nhiều cánh tay. Có bạn, cô thấy chỗ bạn, cô đọc không hết tên rồi, nhìn thấy không hết. Cô thấy các bạn đã chuẩn bị súng và thỏ rồi, chỗ bạn Gia Nhi. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tập động tác súng và thỏ nha. Mình đi săn thỏ nào. Rồi, các con đặt tay lên và cùng cô hô nha. Hổ hổ ha ha ha. 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 Rất là tuyệt vời luôn. Động tác thứ hai của mình là gì các con? Cô thấy rồi, anh bạn thỏ đi chơi. Cô cảm ơn bạn Bảo Hà nào. Chúng ta cùng làm theo cô, anh bạn thỏ. Hai anh bạn thỏ cùng đi chơi. Chúng ta làm nha các con. Hổ hổ ha ha ha. 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 Khang nào, Hổ cánh tay đẹp của anh Khang nào. quá tuyệt vời luôn. Động tác thứ ba của mình là gì các con? Động tác thứ ba là gì nào? Chúng ta sẽ làm động tác nào giúp cô với? Cô đang tìm xem lớp mình sẽ hỗ trợ cô xem động tác thứ ba là gì. Cô thấy rồi, cô đã thấy chỗ bạn Bảo Hà nè, bạn Tị Nhân nè, bạn Nguyên Chi, chúng ta đều để tay lên để chúng ta làm động tác lai. Vậy chúng ta sẽ thực hiện động tác số 3 là động tác lai nha các con. Chúng ta cùng hô với cô nha. Mặc Mình dù hô mình to không lên bật kích nha. nhưng mà mình hô để cái năng lượng của mình nó thật là tràn trề vào nha. Hổ hổ ha ha ha. 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 Tuyệt vời quá. Các con hôm Tuyệt nay các con vời. làm rất là tốt luôn. Chúng ta làm động tác thứ tư là gì các con? Tị Cô Nhân thấy này cùng rồi, với lúc bạn nãy Tị chúng Nhân ta đã phải làm rất là nhanh rồi kìa cô Vi ạ. các con Đi rất học là giỏi luôn. đi Được. học đi. Chúng ta sẽ cùng nhau vỗ tay và một tay bắt mũi và một tay bắt lỗ tai của mình nha các con, rồi làm liền. Hổ hổ ha ha ha. 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 Ôi, các con làm nhanh quá, cô làm còn muốn không kịp như các con nữa đó. Con rất Bạn là làm tuyệt rất là vời. tuyệt vời, rất là xuất sắc Chúng luôn. ta còn động tác cuối nữa nha các con, cùng đứng lên nào.
Chúng ta đứng lên để chúng ta thực hiện động tác cúi nha. Các bạn đứng dậy nào. Chúng ta sẽ vỗ nhẹ lên cái đầu. Các tường đứng lên nào. Các tường đứng dậy, chúng mình chuẩn bị động tác cuối nha. Một tay thì chúng ta sẽ so cái bụng thân yêu của mình, một tay thì sẽ vỗ nhẹ lên cái đầu thông minh của mình nha các con. Rồi cùng hô với cô nào. Hổ hổ ha ha ha. 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 Rồi đổi tay nào các con. Hổ hổ ha ha ha. 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 Ôi tuyệt vời quá. Cô thấy lớp của chúng ta hôm nay tất cả các con đều làm các động tác rất là linh hoạt luôn. Cô tin rằng nếu các con mà thực hiện hàng ngày thì chúng ta sẽ có một bộ não thật là thông minh. Chúng ta học cái gì cũng biết hết, làm cái gì cũng tốt hết. Chúc mừng các con. Các con ơi, mình hãy đưa hai tay lên để mình tung hoa nào các con, mình thưởng cho mình. Đồng thời chúng ta cũng vỗ nhẹ một cái. Rồi vỗ thêm cái thứ hai to hơn nữa nào. To hơn nữa các con và nhanh lên. Chúng ta sẽ chào đón cô Nguyễn Huyền sẽ đến với lớp học của chúng ta hôm nay. Xin mời cô Huyền. Cô Huyền cảm ơn cô Tường Vi. Cô Huyền cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Xin chào tất cả các ba mẹ đang ngồi cạnh chúng mình nha. Cô Huyền rất vui được đồng hành cùng chúng ta trong buổi học tiếp theo ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu. Cô là cô Nguyễn Huyền, cô đến từ Hà Nội. Ba điều để nói về cô đó là tự tin, chân thành và yêu thương. Mong các bạn cổ vũ cho cô. Cổ vũ cho cô Huyền nào các con ơi. Cô Huyền cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hôm nay là buổi thứ 8 mà cô được gặp chúng mình trên Zoom đúng không nào? Và trong cái quá trình mà các cô cùng các con học bài đó là chúng mình đã đi tìm những chiếc chìa khóa để trao cho các bạn là cá heo đúng không nào? Tìm được kho báu của mình đúng không? Và các bạn nhắc lại cho cô là chúng mình đã tìm được bao nhiêu chiếc chìa khóa rồi? Ai có thể nhắc cho cô là chúng mình đã tìm được bao nhiêu chiếc chìa khóa rồi không? Cô mời Gia Huy nào. Cô mời Gia Huy và mic của mình lên nha. Cô mời con. Con chào cô và các bạn. Con tên là Nguyễn Gia Huy. Con tên là số tuổi. Ba trời nói là con là thông minh, học giỏi và ham học hỏi. Xin cô và các bạn cổ vũ cho con nhé. Tuyệt vời ơi, hãy cổ vũ cho bạn Gia Huy. Từ 50 chìa khóa rồi. Bạn Gia Huy đã trả lời 50 chìa khóa rất là chính xác. Chúng mình cùng nổ một tràng pháo tay thật to để thưởng cho bạn Gia Huy nào. Rồi cô và các bạn, chúng mình đã cùng trao cho bạn cá heo đúng không nào? 50 chiếc chìa khóa rồi. Và hôm nay chúng ta cùng ôn lại những chiếc chìa khóa đó cùng với cô nhé. Cô xin mời chúng ta cùng hướng lên màn hình nha. Các bạn đã nhìn thấy màn hình chia sẻ của cô Huyền chưa? Nếu các bạn nhìn thấy... Thấy rồi đó cô Huyền ơi. Cô cảm ơn cô Tường Vi rất nhiều. Nhưng mà anh không vô mà. Thấy bạn chỗ Hoàng Phúc không? Không thấy, anh không có vô. Mẹ có gửi link rồi á. Rồi chúng mình sẽ sẵn sàng để chúng mình vào bài học nha. Và bây giờ chúng mình cùng chú lên màn hình nào. Các bạn cùng quan sát với cô nha. Xem trên hôm nay cô Huyền sẽ đố chúng mình những câu hỏi gì đây. Xin mời các bạn nào. Chúng ta cùng tiếp tục khám phá đại dương với chú cá heo Ohu nha các bạn. Chúng mình nhìn thấy rằng là trên màn hình của cô có rất là nhiều những con số.
Và những con số này, chìa khóa của nó là gì vậy? À, cô Vi mời giúp cô Huyền một bạn ạ. Cô Vi mời bạn Ngọc An. À, Ngọc An đâu rồi con? Cô thấy chưa ta? Cô Vi mở mic cho bạn Ngọc An nha. À, Ngọc An. Vậy là cô sẽ trở lại với bạn Ngọc An sau nha. Cô sẽ mời bạn Xuân Lam. Cô mời Xuân Lam. Cô mở mic cho con bấm vào cái mic nha con, đặng nói giới thiệu về con. Con hãy bật mic của mình lên nào. Rồi, cô mời con. Xin chào cô. Đừng có ăn hiệu con tên là Nguyễn Hải Sơn Lan, năm nay con 5 tuổi. Ba tự cái con là tự tin hiếu hảo hòa đồng với mọi người cổ cử cho con. À, chúng mình cổ vũ cho Lan nha. À, giờ Xuân Lam ơi, con hãy giúp cô và các bạn nào, con hãy ôn lại cho cô và các bạn những cái chiếc chìa khóa của những con số này nào. Đầu tiên là số 02. Con vịt. À, số 02, con vịt. Các bạn ở dưới chúng mình, khi mà cô Huyền không gọi thì chúng mình có thể comment vào phút khác nha. À, 01 là chiếc dù. Rất chính xác. À, rất là tuyệt vời luôn. À, số 16 là ốc sen. Chính xác quá. Tiếp theo, 07 là cây diều. 07 là cây diều. Rồi, rất là chính xác. À, cô cảm ơn bạn Xuân Lam. Cái gì à, như vậy bạn Xuân Lam, à, cùng chúng ta nào, cô Huyền xem là các bạn ở phía dưới nha. Cô Vi giúp cô Huyền là bạn Thùy Linh. Có bạn Thùy Linh. Rất chính xác luôn. Các con ơi, các con hãy tích cực comment các cái chìa khóa mà cô Huyền cùng cô đã trao cho các con nha. À, cô cảm ơn các bạn nha. Cô chúc mừng những bạn đã trả lời đúng nha. À, và sau khi mà bạn Tường, bạn Xuân Lam đã và các bạn ở phía dưới đã ôn lại cho chúng ta cái dãy số này đúng không nào? Và chúng ta, cô Huyền sẽ thưởng cho các bạn một bức tranh. Chúng mình cùng nhìn lên đây. Đó là một bức tranh chú cá heo ô hô đúng nào, đang khám phá những kho báu mà mình đã đạt được đúng nào. Đó là những chú cá, những khung cảnh rất là tuyệt vời đúng không nào. Những chú cá ở phía đại dương, màu sắc rất là đẹp luôn. Tiếp theo, cô xin mời chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Cô Vi mời, cô xem các bạn nào đưa tay đẹp nào. À, cô mời bạn. À, cô mời Ngọc An. Cô mời Ngọc An, con mở mic nha. Ngọc An, con hãy giới thiệu về con. À, Ngọc An nói to lên nào. À, chúng mình cổ vũ cho bạn Ngọc An. À, con trả lời xong đấy nha. À, Ngọc An ơi, cho cô và các bạn biết là số 09 là gì vậy con? Chìa khóa của nó này. À, là một chú heo cao cổ. Chính xác rồi, số 04 nào. Số 04 là gì vậy Ngọc An? Con nói to lên nha Ngọc An. À, không biết các bạn có nghe thấy bạn Ngọc An trả lời không? Bên phía cô Huyền không nghe thấy. Cô Vi cũng chưa nghe được. Cô không nghe được à? Dạ dạ không nghe được á mẹ. Con nói to lên. Ờ, cái ghế, bạn nói cái ghế đó cô Huyền ơi. Rồi, chính xác rồi. Tiếp theo, số 12 là gì vậy con? Cá mập. Cá mập nghe nói cá mập nhưng mà nghe âm thanh không được rõ lắm. Nghe âm thanh của Ngọc An chưa rõ đúng không? À, đúng đó. Rồi, số 12 là cá mập. Còn số 07 nào, Ngọc An nói to và rõ hơn nào. Ừ.
Ngọc An nói cái rìu nhưng mà cô vẫn chưa nghe được âm thanh của con. Không biết nó bị Ngọc An lỗi. nói là cái rìu đúng không? Đó À. là một cây rìu. Mẹ nói rất Bạn là Tuệ to mà Nhân. bên cô không nghe được cả cô ơi. Bên cô cũng không nghe thấy ạ. Mẹ nói rất là to luôn ấy. Dạ, em có nghe Có thể là cái mic của mình hơi xa ấy bé mẹ. nói thì mình nhìn thấy được là bé nói được, nhưng mà không biết cái mic nó sao. Cô chúc À. mừng bạn Lê Ngọc Hoàng Nguyên này, bạn Tuệ Bạn Nhi, Phương Thùy nữa là cô, bạn bạn Tuệ Thùy Nhân, Linh, bạn Tuệ Ngọc Nhân, bạn Ngân. Gia Nhi, bạn Tệ Nghi. À, tất Các bạn cả trả các lời rất bạn là là chính đều xác trả lời luôn. rất chính xác. Cô Huyền chúc mừng các bạn, chúc mừng bạn Ngọc An nha. Cô Huyền cảm ơn bạn Ngọc An. Và bây giờ một câu hỏi khó hơn cùng với vẫn là cái dãy số này này đúng không nào? Vẫn dãy số này và những hình ảnh và những chiếc chìa khóa này. Bạn nào có thể kể giúp cô Huyền một câu chuyện để chúng ta liên kết những chiếc chìa khóa này với nhau không? Cô Vi mời bạn An Khang. An Khang con mở mic nha. Dạ thưa cô. Hồi nãy con nhỉ. Con thầy giới thiệu về mình nào. Dạ thưa cô, con tên là Võ Phước An Khang. Con 6 tuổi, ba đi về nói là con là nhanh nhẹn thông minh. Rồi gì nữa con? Nói. Học giỏi. Rất là tuyệt vời luôn. Xin các bạn cổ vũ cho tớ. Chúng mình cùng cổ vũ cho bạn An Khang nha. An Khang ơi, An Khang hãy kể một câu chuyện để con để chúng ta liên kết cái hình ảnh này với nhau lại đúng không nào? Rồi Dạ. con. Con ngựa ngồi ghế thấy con cám đập cầm rìu. Con gì nhỉ? Con gì con, đầu tiên con nhỉ? này là con gì con? Con gì vậy? Con gì đây? Anh Khang mở mic lại đi con. Không chỉ là con gì anh Khang. Bạn An Khang tắt Đúng mic cái rồi. là không mở được. Cô Vi giúp Con bạn mở mic lại đây ạ. Dạ thưa cô. Số 9 là hươu cao cổ. Đúng rồi, con số 9 hươu cao cổ. Bây giờ con hãy kể lại to hơn để cho cô và các bạn cùng nghe rõ hơn nào. Dạ thưa cô. Con hươu cao cổ ngồi ghế thấy con cá mập cầm rêu. Một câu chuyện rất tuyệt vời luôn. Rồi. Cô cảm ơn bạn An Khang rất là xuất sắc. Chúng mình cùng cổ vũ cho bạn An Khang một tràng pháo tay thật to nha. Có bạn nào có chung với cái câu chuyện của bạn An Khang không thì chúng mình lại bấm nút giơ tay cho cô nha. Cô Huyền cảm ơn các bạn nha. Như vậy bạn Khang đã giúp chúng ta gắn kết những hình ảnh này lại với nhau rồi đúng không nào? Và qua cái câu chuyện của bạn An Khang thì cô Huyền sẽ thưởng cho các bạn một bức tranh. Đó là gì đây các bạn? Chúng mình có biết đây là con vật gì không? Các bạn có biết đây là con gì không vậy? Đây chính là con bạch tuộc đúng không nào? Con bạch tuộc có nhiều tua này, còn gọi là xúc tu đúng không nào? Đấy, nó vươn ra để nó bám đó. Có thể là đấy, chúng mình thấy nhìn thấy con bạch tuộc. Các bạn nào đã nhìn thấy bạch tuộc chưa? Có rất là nhiều bạn giơ tay chứng tỏ là các bạn đã biết con bạch tuộc này đúng không nào? Và đã nhìn thấy đúng không? Cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp theo, với những chiếc chìa khóa có những hình ảnh dưới đây. Đó là người tuyết này, con sóc, con lợn và ngọn nến. Bạn nào giúp cô Huyền kể một câu chuyện nhé. Chúng ta kể luôn một câu chuyện nhé. Các bạn nhớ nhé. Kể câu chuyện, giúp cô kể câu chuyện để liên kết những hình ảnh này lại với nhau nào. Cô mời bạn Minh Khang nha. Minh Khang hãy bật mic của mình lên nào. Xin chào các bạn. Mình tên là Minh Khang. Hôm nay mình 6 tuổi. Ba từ đến nói với mình là trung thực.
tử tế và thông minh. Xin hãy cứ cho bạn. Cổ vũ cho bạn Minh Khang nha. Giờ bạn Minh Khang giúp cô Huyền này kể một câu chuyện để liên kết những hình ảnh này lại với nhau nha. Con hãy kể một câu chuyện nha. Kể một câu chuyện để liên kết hình ảnh. Con nhìn thấy các hình ảnh như thế nào thì con kể câu chuyện cho các bạn. Hình nào thấy trước thì mình sẽ kể trước nha. Rồi con hãy kể đi. Một chú người tuyết nhìn thấy một con sóc ngồi trên cây. Đó mời ai vậy? Mẹ mời ai vậy? Minh Khang. Rồi gặp cái gì nữa con? Rồi gặp một con heo. Đang làm gì? Đang nhìn ngọn nến. Một câu chuyện rất là tuyệt vời đúng không? Và qua câu chuyện của bạn Minh Khang, qua cô cảm ơn bạn Minh Khang nha. Bạn Minh Khang kể rằng có một chú người tuyết đúng không nào, đang nhìn cơn sóc ở trên cây, còn một chú lợn thì đang nhìn ngọn nến. Qua câu chuyện của bạn Minh Khang, bạn nào sẽ giúp cô Huyền ghi nhớ lại những con số qua câu chuyện nha các bạn. Bạn nào giúp cô Huyền nhớ lại những con số mà bạn Minh Khang đã kể nào, trong câu chuyện của bạn Minh Khang có nào? Cô mời bạn Bảo Ngân. Bảo Ngân, con hãy mở mic của con lên nha. Rồi, con hãy giới thiệu cho con. Số người tuyết là số 58. Con giới thiệu về con trước đi, Bảo Ngân. Dạ thưa cô, con tên là Đặng Ngọc Bảo Ngân. Hôm nay con 6 tuổi, 3 tuổi để nói về con là chăm chỉ, chịu khó, tự tin. Mong cô và các bạn hãy cổ vũ cho con. Cổ vũ cho bạn Bảo Ngân nha. Bảo Ngân, hãy cho cô Huyền biết dãy số mà bạn Minh Khang vừa kể chuyện đó là dãy số nào vậy? Bạn Bảo Ngân còn bật mic không cô Vi ơi? Bảo Ngân mới tắt mic rồi, để cô Vi mở mic cho Bảo Ngân lại nha. 4. Dạ thưa cô. Số 2 người tuyết là số 08. Con sóc là số 24. Con heo là số 10. Còn cây nến là số 21. Quá tuyệt vời luôn. Bạn Bảo Ngân rất là tuyệt vời. Rất là chính xác. Cô cảm ơn bạn Bảo Ngân nha. Chúng mình hãy nổ một tràng pháo tay thật là giòn giã để chúc mừng bạn Bảo Ngân nào. Chúc mừng các bạn trong phòng của chúng ta cũng đã có đáp án đúng. Đó là bạn Tệ Anh, Tệ Nghi. Cô nghĩ là chắc các con cũng đều đoán đúng hết. Vì chúng ta đã được trao từ chiếc chìa khóa từ 00 đến 49 rồi đúng không nào? Tuyệt vời, cô thấy lớp mình học rất là tuyệt vời. Và cô sẽ thưởng cho chúng mình một hình ảnh tiếp theo. Chúng mình có thể đoán đây là hình ảnh gì không? Chúng mình cùng chú ý nha. Wow, đây là hình ảnh gì vậy các bạn? Bạn nào biết hình ảnh này giơ tay giúp cô nào. Thế bạn, cô Vy thấy bạn Anh này. Thư bạn trả lời là con bạn Anh Thư. Cô mời bạn Anh Thư trọng nhân lớp chòi á. Con chứa. Con sứa. Con chứa. Cô mở mic cho con nha. Là con chứa. Phải con sứa. Con chứa. Minh Khang giỏi quá. Con sứa. Nên bớt nói lại đi. Để nói nhiều quá người ta nói ấm mồm. Anh Thư và Trọng Nhân, con hãy mở mic lên giới thiệu về mình nha. Rồi con hãy im giới thiệu về mình nào, con nói to lên nha. Cô mời anh Thư, Trọng Nhân. Rồi con hãy bật mic lại nào. Anh Thư, Trọng Nhân bật mic của mình lại đi con. Vậy rồi.
chờ đợi bạn Anh Thư Trọng Nhân sẵn sàng thì là cô Huyền sẽ hỏi các bạn vào câu hỏi khác nha. Rồi, các bạn biết rằng đây là con gì không? À, có rất là nhiều bạn giơ tay. Đi chơi. Là chứng tỏ là các bạn đều biết đúng không nào? Không biết là các bạn có trùng đáp án với cô Huyền không? À, đây chính là con sứa các bạn ơi. À, một con sứa biển. À, chúng mình có biết rằng là khi mà đi ra biển mà gặp con sứa này chúng mình có được bắt không các bạn? À, chúng mình không được bắt sứa nha các bạn. À, bởi vì là sứa sẽ là làm cho chúng mình bị ngứa tay á. Đúng không nào? Vì vậy khi mà gặp sứa là chúng mình sẽ tránh xa nha. Cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp theo. Wow, có những loại quả. À, rất là nhiều loại quả này, quả đu đủ này, quả bom này, quả táo này và quả dưa hấu. À, những loại quả này thì có thể thành câu chuyện gì vậy? Bạn nào có thể kể giúp cô Huyền nào? Cô Vi mời bạn số điện thoại là 795 á con. 8486542795. Con hãy mở mic của mình lên nha và giới thiệu tên. À, bởi vì con chưa đổi tên nên các cô không biết. Cô mời con đó. Không biết bạn cô tên là con. Gì? Bạn thì bạn không biết số điện thoại của bạn đó. Cô xin mời bạn số có số điện thoại là 0865429795. Con đang đưa tay rất là dễ thương luôn đó. Cô Huyền nhìn ba mẹ có ngồi kế có bên thể là mới cô Vi ạ. Bạn này như là mới á. Có thể là mới. Mới. Rồi cô cảm ơn rồi. Hẹn bạn ấy vào dịp khác vậy. Bởi vì là bạn ấy không biết là biết số điện thoại. Có thể là bố mẹ cũng đang không có ở đó. Bố mẹ hình như không ngồi cạnh hay sao. Đúng rồi ạ. Cô Vi mời giúp cô Huyền một bạn khác ạ. Cô Vi mời bạn Thơ. Mình nhìn rất là thông minh luôn. Rất là dễ thương. Dạ. Vi mời bạn Thơ. Con mở mic của con lên nha. Không có mẹ đó luôn. Không có mẹ luôn hay gì rồi gọi không mở được mic. À, gọi các bạn Vi này. Cô mời bạn Tệ Anh. Cô mời Tệ Anh nha. À, Thơ mở được. Chút xíu nữa cô gọi Thơ lại nha con. Dạ. Dạ. Con thưa cô. Con xin chào cô và các bạn. Con tên là Tuệ Anh, 26 tuổi. Ba từ giờ là con đã học hỏi chữ thả vui vẻ. Xin mời người hãy cổ vũ cho con. Ô dê. Mọi người ơi, hãy cổ vũ cho Tệ Anh. Không. Rồi, tụi anh hãy kể giúp cô Huyền là chúng mình con có thể là kể một câu chuyện để liên kết những loại quả này với nhau. Mời con. Quả tu tụ với quả bom. Quả tu tụ gặp có một quả tu tụ một quả bom. Rồi gặp một câu quả táo, rồi gặp dưa hấu. À, đó là câu chuyện của bạn Tuệ Anh đúng không nào? Rất là hay đúng không? Cô cảm ơn bạn Tuệ Anh nha. Và qua cái câu chuyện của bạn Tuệ Anh nào, các bạn nhớ rằng là khi chúng ta kể chuyện đúng không nào, thì chúng ta hãy kể làm sao mà để chúng ta tưởng tượng thành rằng là cái câu chuyện đó nó đang động đúng không nào? À, đang có những cái hành động diễn ra ở trong đó thì khi đó thì cái câu chuyện của chúng ta dễ nhớ này, đúng không nào? Chúng ta dễ nhớ hơn và nó sẽ sâu sắc và chúng ta nhớ được lâu hơn, các bạn nhớ chưa? Dễ nhớ và nhớ lâu nha các bạn. À, cô cảm ơn bạn Tuệ Anh. À, qua câu chuyện của bạn Tuệ Anh, bạn nào giúp cô Huyền nào? Chúng mình hãy giúp cô Huyền mã hóa này. Chúng mình hãy cho cô biết những chiếc chìa khóa có hình như thế này, hình những loại quả này đó là dãy số gì vậy? Hả? Nào, cô mời bạn Thơ nha. Cô mời con nào. Con hãy giới thiệu về mình nào.
Cô mời thơ. Rồi trả lời đi. Chào cô, chào các bạn. Mình tên là Quỳnh Ngọc Anh Thơ. Mình 5 tuổi. Ba đều nói về mình là quân lời, chăm ngoan, sáng tạo. Mọi người hãy ủng hộ mình nhé. Yeah. À, cô cảm ơn bạn. Mọi người hãy ủng hộ cho bạn Thơ. À, 30. 35. À, đu đủ là 35. Hãy nói các loại quả gì nhé. Ví dụ quả đu đủ là hình gì nhá. 20. À, trái bơ là 20. 5. Rồi, tiếp theo rồi ạ. 34. Rồi, chúng mình cùng kiểm tra kết quả nha, xem bạn Anh Thơ trả lời đúng không. Thứ nhất, đu đủ. Số 35. Quả bơm, số 20. Quả táo, số 5, 05. Và quả dưa hấu đó là số 34. Xin chúc mừng bạn Anh Thơ. Chúc mừng các bạn trong phòng của chúng ta luôn rồi. À, tất cả các bạn đều trả lời đúng hết đáp án. Đó là bạn Phương Thì nè, bạn Anh Nguyệt, bạn Gia Nhi, bạn Gia Huy, bạn Thái Di Anh, bạn Phan Thị Linh, bạn Tệ Nghi. À, còn rất là nhiều bạn, bạn Đình Nghĩa. Bạn Đình Nghĩa mới trả lời có một số. Cô xin chúc mừng các con. Các con rất là tuyệt vời. Các bạn rất là xuất sắc luôn. Và qua câu trả lời của các bạn, cô Huyền lại thưởng cho chúng mình một hình ảnh. À, các bạn biết đây là một động vật sống dưới biển đúng không nào? Và các bạn biết có biết đây là con gì không? À, các bạn giơ tay, bạn nào giơ tay là chúng mình có thể là chúng mình viết vào comment cho cô nhỉ? À, chúng mình biết đây là con gì không? Cô là con cá ngựa. À, bạn Minh Khang trả lời rất chính xác. Bạn Tạ Ngân, bạn Thùy Linh, bạn Phương Thùy. À, các bạn cũng đều trả lời đây là con cá ngựa đúng không nào? Rồi, các bạn ơi, đây chính là một con cá ngựa biển đó các bạn. À, rất là chính xác đúng không nào? À, chúng mình thấy con cá ngựa này nó là một loại cá. Nhưng chúng mình nhìn thấy cái đầu của con cá này giống hình con ngựa đúng không? Cả cái lưng của nó này. Thế cho nên nó có tên đó là cá ngựa đúng không? Rồi, cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc mừng các bạn nha. Tiếp theo. À, cô Huyền có một dãy số mới này. Số 26, 42, 16 và 25. Bây giờ bạn nào có thể giúp cô Huyền tìm những chiếc chìa khóa của những con số này nào? Cô My mời bạn Gia Nhi. Gia Nhi, cô mở mic cho con nha. Con hãy bấm vào cái mic để mình giới thiệu về mình. Dạ. Con tên là Gia Nhi. Ba đều nói về con á là nhanh nhẹn, thông minh và chăm chỉ. Rồi, mong các bạn làm sao con? Dạ, số 16 là số mấy con nhỉ? Số 26 nào? Số 26 đầu tiên là chiếc chìa khóa của nó là gì vậy con? Dạ, con gà. À, con gà gì nhỉ? Dạ, con gà trống. À, con gà trống. Chính xác, số 42. Dạ thưa cô, số 42 là cái diều. À, cái diều. Chính xác rồi. Tiếp theo số 16 nào? Dạ, số 16. Số 16 là gì nhỉ? Cái con gì mà nó bò bò dưới đất đấy? Dạ con. Nó bò dưới đất mà nó ra có hai cái con. À, con ốc sên, chính xác rồi. Tiếp theo số 25 nào. Dạ, số 25 á là cung tên. Số 25 là gì nhỉ? Dạ bác bị hỏng rồi. Cho mẹ con nhớ lại xem tên là 20 quả bom nhỉ? Dạ thưa cô là cần cẩu. À, số 25 là cần cẩu đúng không? Rất chính xác. À, như vậy là bạn Gia Nhi đã tìm cho chúng ta chiếc chìa khóa của những dãy số trên đúng không nào? À, cô cảm ơn bạn Gia Nhi rất là nhiều. Và tiếp theo,
Chúng mình cùng hướng lên màn hình này. À, có giới thiệu cho các bạn một bức tranh. Đó là một bức tranh về con gì đây? Các bạn, con gì màu đỏ đây? À, chúng mình còn là con sao biển khác nhỉ? Rồi, dọc là cá. Sang đều rất là nhanh. Con sao biển ạ? À, con sao biển rất chính xác luôn. Cô Huyền vẫn chưa biết tên của bạn đó mà không bằng cách nào để gọi bạn trả lời được. À, con tên gì vậy con? Con tên gì con giới thiệu về con luôn đây. Con mới nói con sao biển á, con rất là tuyệt vời. Con hãy giới thiệu về con. Bạn còn mở mic mà trả lời. Bởi vì là không, các bạn phải gọi tên thì các bạn ấy sẽ phản ứng rất là nhanh luôn. Bởi vì không gọi tên. À, cô cảm ơn bạn nha. À, dưới phía dưới khung chat cô Huyền kiểm tra xem nào. Các bạn trả lời, à, bạn Gia Nhi cũng trả lời là sao biển. À, rất là nhiều bạn này. Trả lời đó là con sao biển. Phương Thùy, Anh Thư. À, cô Huyền cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đó chính là một con sao biển đúng không nào? À, sao biển, chúng mình thấy nó giống một cái hình ngôi sao có 5 cánh đúng không? Và sao biển có 5 cái, nó như là 5 cái chân đúng không? Nó tẽ ra này, 5 phía đúng không? Đúng, gọi là con sao. Nhưng mà nó ở biển các bạn nha. Không phải là sao trên trời đúng không? Và cũng không phải sao vàng 5 cánh đúng không? À, cô Huyền cảm ơn các bạn nha. À, tiếp theo. À, có một dãy số mới các bạn ơi. Một dãy số mới này. Bạn nào cũng đi mời giúp cô Huyền một bạn ạ. Cô mời Thị Linh nha. Cô mở mic cho con ha. Để cô xíu, cô mới ấy cái nó bị trôi xuống. Thị Linh, con bật cái nha. Để mẹ mở mic cho chị. Thôi mẹ mời con đọc câu chuyện nha. Con trả lời rồi, để cho các bạn khác. Các Thùy Linh, con mở mic được rồi đó con. Nhưng mà con mời Thùy Linh giới thiệu về mình nào. Con là cô chuyện đi. Dạ thưa cô, em tên là Phan Thùy Linh. Em thương mời cho con. Em học lớp 2 trên một trường tiểu học Bình An. Em ở ấp Bình Thị xã Bình An, huyện Tân Hưng, tỉnh Kiên Giang. Ba điều để nói về em là vui vẻ. Con tên là Hiếu Thảo, xin mọi người cùng vui cho em. Cô mình cổ vũ cho bạn Thùy Linh nha. Con đi một bánh cân này. Thùy Linh ơi, con hãy nhìn vào dãy số trên và cho cái chiếc chìa khóa của dãy số này là gì vậy? Không, nhưng mà bữa nay mẹ mời. Đâu có 08 là ngồi tuyết. 08 là Doraemon. Chính xác. 09 là con quật. 13 là 7 là cái gì? 32 là 32 là 32 là 32 là rất chính xác. Cô cảm ơn bạn Thùy Linh nha. Con đã trả lời chính xác những chiếc chìa khóa của dãy số trên rồi đúng không nào? Và ở phía dưới không biết là ở nhóm lớp mình các bạn comment như thế nào vậy cô Vi ơi? À, các bạn không có comment. Chút xíu nữa cô sẽ gọi Gia Huy nha. Có thể là các cái số mà các cái hình ảnh là các bạn sẽ viết chậm hơn đúng không cô Vi? Dạ đúng rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Nhưng mà cô tin chắc rằng là các bạn lớp mình đều rất là xuất sắc để trả lời câu hỏi này đúng không nào? Cô Huyền cảm ơn các bạn và cô Huyền sẽ các bạn Ánh Nguyệt mới comment vào rất là tuyệt vời. Tôi cảm ơn Ánh Nguyệt. Cảm ơn Ánh Nguyệt nha. Chúng mình cùng chú lên đây. Cô Huyền cho chúng mình một hình ảnh gì vậy? Wow, chúng mình nhìn xem đây là con vật gì, chúng mình hãy viết vào khung chat cho cô nha. Con gì vậy các con? Thấy rồi. Con gò. Dạ thưa. Dạ thưa cô, là con rùa. Chính xác rồi, đây chính là con rùa. Những bạn nào trả lời con rùa, cô Huyền sẽ chúc mừng các bạn nha. Bên cạnh con rùa chúng mình còn thấy là có rất là nhiều những con cá rất là đẹp đúng không nào? Có những hình thù rất là đẹp này. Chúng ta thấy rằng là các cái con vật đúng không nào? Hay là chúng ta còn gọi là động vật ở dưới biển rất là vô cùng là phong phú và đẹp mắt đúng không nào? Đó.
khám phá đại dương, chúng mình thấy qua những cái lần mà bạn cá heo đi chinh phục, đi tìm kho báu của mình và đưa đến cho chúng ta những hình ảnh, những cái cảnh vật biển rất là tuyệt vời, đúng không nào? Và chúng mình cảm ơn bạn cá heo Ô Hu nha. Tiếp theo, đến bây giờ có một câu hỏi khó hơn này các bạn. Chúng mình cùng chú ý lên đây. Cô Huyền có một câu chuyện như sau. Chúng mình cùng chú ý lắng nghe nha. Chúng mình lắng nghe để chúng mình đoán cho cô là cô Huyền hỏi gì đây nha. Có một câu chuyện như sau. Có một con cá mập rất to đang đuổi theo người lướt sóng và trên tay cầm một chiếc ô có hình các bông hoa hồng và túi tiền. Các bạn nghe lại câu chuyện của cô nha. Có một con cá mập rất to đang đuổi theo người lướt sóng, trên tay cầm một chiếc ô có hình các bông hoa hồng và túi tiền. Các bạn đã nghe rõ câu hỏi của cô Huyền chưa? Đó là một câu chuyện, đúng không nào? Và trên câu chuyện này của cô Huyền có những hình ảnh là những chiếc chìa khóa của những dãy số nào vậy các bạn? Cô mời Gia Huy nha. Gia Huy đưa tay rất là cao luôn. Xin mời bạn Gia Huy nào. 2 7 xong. Ta muốn kiểu gì con? Chào cô và các bạn, con tên là Nguyễn Gia Huy. Con tên 6 tuổi. Ba từ để nói về con là thông minh, học giỏi và ham học giỏi. Xin cô và các bạn cổ vũ cho con nhé. Chúng mình cổ vũ cho Gia Huy nha, để Gia Huy trả lời tốt câu hỏi của cô Huyền nha. Và Gia Huy ơi, cá mập là 12, lưỡi sóng là 43, một chiếc ô là 1, bông hoa là 36 và túi tiền là 15. Wow, một câu trả lời chúng mình cùng chú ý nha. Xem bạn Gia Huy trả lời rằng một dãy số đó là 12, 43, 01, 36 và 15 rất chính xác. Xin chúc mừng bạn Gia Huy nha. Bạn Gia Huy qua câu chuyện của cô Huyền kể, bạn ấy đã trả lời một dãy số, đó là có 5 số, chúng mình nhớ như vậy là chúng mình nhớ được 10 chữ số đúng ngẫu nhiên, đúng không nào? Cô cảm ơn bạn Gia Huy rất là nhiều. Cô Huyền xem là cô Vi giúp cô Huyền xem các bạn ở phía dưới các bạn có comment không ạ? Cô Huyền bị lắc là bị thoát ra phòng rồi hả các con? Cô Huyền lại trở lại đây rồi. Cô Huyền bị một con cá mập tấn công các bạn ạ. Thế cho nên là cô Huyền phải chạy trốn à? Đúng nào? Và cô Huyền đã thoát khỏi con cá mập rồi, lại trở lại với các bạn. Rồi, cô Huyền cảm ơn bạn Gia Huy nha. Cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cô Huyền sẽ thưởng cho chúng mình sau khi thoát khỏi con cá mập. Sau khi thoát khỏi chú cá mập này thì cô Huyền đã gặp một con gì đây các bạn? Con gì các bạn? Con gì các bạn? Chúng mình cô mời. Cô mời Tệ Nhân. Tệ Nhân hãy nói cho các bạn nghe con gì ở trên màn hình gì con? Con bạch tuộc đúng không? Con gì nhỉ? Cô mời Tệ Nhân bật mic của mình nè. Con mực. Con gì? Con mực. Con mực đúng không mẹ? Để con nhớ. Nhân đây con gì vậy? Con gì? Mực. Tại nhân trả lời đó là con mực đúng không? Là con mực cô. Chính xác rồi các bạn ơi. Đây chính là con mực ống đúng không nào? Con mực ống này. Chúng mình biết tại sao mà gọi là mực không? Cô Huyền sẽ giải thích cho các bạn nhé. Gọi là con mực bởi vì là khi bị tấn công, có thể là do bị chúng bị người bắt này hoặc là bị con vật động vật khác tấn công, thì con mực này sẽ phun ra một loại mực. Các bạn có biết mực không? Phun ra một loại mực đen, màu đen để nó trốn thoát rất là nhanh, đúng không nào? Như vậy các bạn vừa thấy các bạn là đã trả lời rất là chính xác rồi. Cô cảm ơn các bạn nha. Chính là con mực. Và cô mời các bạn câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của cô Huyền cũng là một câu chuyện này các bạn. Chúng mình cùng chú ý lắng nghe nha. Câu
Câu chuyện của cô như sau. Con vịt nhìn thấy con chuột đang cầm bút chì vẽ núi và mặt trời rất đẹp. Vừa vẽ nó vừa nhún nhảy theo nốt nhạc. À, một câu chuyện ngắn và cũng rất là hay đúng không? Cô Huyền đọc lại nha các bạn. Con vịt nhìn thấy con chuột đang cầm bút chì vẽ núi và mặt trời rất là đẹp. Vừa vẽ nó vừa nhún nhảy theo nốt nhạc. À, ai sẽ giúp cô Huyền trả lời câu hỏi này nào? Cô mời Thái Duy Anh. À, cô mời Thái Duy Anh nào. Thái Duy Anh, con hãy mở mic của con lên. Dạ. Con này giới thiệu về mình là Duy Anh. Con giới thiệu về con đi. Con chào cô và các bạn. Con tên là Thái Anh. Năm nay con 5 tuổi và thường nói với con là chúng mình vui vẻ tự nhiên. Mọi người phải cổ vũ cho con. Yeah. Chúng mình cổ vũ cho bạn Thái Duy Anh. Cho Duy Anh. Và Thái Duy Anh ơi, qua cái câu chuyện mà cô Huyền vừa kể thì con nhớ được là ở trong câu chuyện đó cô Huyền nhắc đến những con số nào không? Con vịt là số 02. Rồi, tiếp theo nào? Con số nào nữa? Trong câu chuyện đó có 57. Con chuột là 27. Ờ, chuột là 27. Tiếp theo nào? Con chuột đang làm gì nhỉ? Đúng rồi, bút chì đi. Bút chì là 40. 40. Tiếp theo, bút chì vẽ núi và mặt trời. Núi và mặt trời là 30. Rồi, số 30. À, vừa vẽ nó vừa làm sao nhỉ? Nhún nhảy đúng không? Theo cái gì vậy? Theo nốt nhạc là gì? Nốt nhạc là 17. À, cô cảm ơn, bạn Thái Duy Anh và chúng ta cùng kiểm tra kết quả nha. Và câu chuyện của cô Huyền kể, bạn Thái Duy Anh đã cho chúng ta biết đó, trong câu chuyện đó có những dãy số đó là 02, 27, 40, 30 và số 17. Xin chúc mừng bạn Thái Duy Anh. Cô cũng chúc mừng các bạn trong phòng của chúng ta nữa. Bạn Anh Nguyệt, nè, bạn Thị Linh, bạn Gia Huy, bạn Ngô Hoàng Nguyên Chi, bạn Lara Thảo Ngọc, bạn Đình Nghĩa, bạn Gia Nhi, bạn Tị Nghi, tất cả các con đều có đáp án chính xác. Xin chúc mừng các con. Xin chúc mừng các bạn, rất là tuyệt vời. Các bạn lớp mình xuất sắc quá đúng không cô Vi? Dạ, rất là xuất sắc luôn cô Huyền ơi, các con rất là giỏi luôn. Rồi, các bạn đã học hết 50 số rồi đúng không nào? Một bức tranh nữa lại cho chúng ta thấy rằng là trong cái đại dương của chúng ta có rất là nhiều sinh vật biển đúng không nào, và những loại đó rất là đáng yêu, rất là đẹp mắt đúng không các con? Cô Huyền cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là vừa rồi là cô Huyền và các bạn vừa ôn lại những chiếc chìa khóa mà chúng mình đã trao cho chú cá heo Ohu đúng không nào? Và bây giờ qua những buổi học này, cô Huyền hỏi các bạn này, với những chiếc chìa khóa mà cô Huyền trao này, thì chúng mình sẽ ứng dụng những các cái chìa khóa này để chúng mình nhớ cái gì nhỉ? Chúng mình có thể nhớ cái gì? Nhớ hình. Cô mời các bạn là chúng ta có thể là ứng dụng khi mà dựa vào các con số này, đúng không nào? Chúng ta chuyển thành hình ảnh, đó là những chiếc chìa khóa đó. Thì chúng ta sẽ có thể chúng ta làm gì? Hôm trước cô Huyền đã cho chúng mình làm gì đấy nhỉ? Để nhớ những ngày, nhớ cái gì đấy nhỉ? Ai có thể giúp cô nào? Cô mời bạn Bảo Hà nha. Dạ thưa cô. Con này giới thiệu với mình. Dạ thưa cô, con tên là Bảo Hà, con 6 tuổi. Ba từ để nói về con là tự tin, trung thành và hòa đồng. Xin mọi người hãy cổ vũ cho con. Yeah. Mọi người hãy cổ vũ cho bạn Bảo Hà. Rồi, Bảo Hà ơi, con hãy cho cô biết là khi mà các cô đã trao cho chúng mình những chiếc chìa khóa đúng không nào, thì con sẽ ứng dụng những chiếc chìa khóa này để con nhớ điều gì? Dạ thưa cô, con nhớ từng số.
À, nhớ số đúng không ạ? À, con nhớ số thì con sẽ ứng dụng các cái con số, những cái gì mà chúng ta cần phải nhớ số nhỉ? Dạ thưa cô, những nhớ số và những bộ hình. À, chúng ta có thể nhớ số và những bộ hình đúng không nào? À, cô cảm ơn bạn Bảo Hà nha. À, ngoài nhớ số và những bộ hình ra thì chúng mình thấy rằng là trong ví dụ là ngày chúng mình có thể nhớ được cái gì mà ví dụ là các con đã nhớ được số điện thoại của ba mẹ mình chưa? Thưa con nhớ được số ba mẹ của con. À, bạn Bảo Hà đã nhớ số của ba mẹ của mình. Thế Bảo Hà có ứng dụng các cái bộ bộ chìa khóa mà các cô đã trao cho con để con nhớ được số điện thoại của ba mẹ chưa? Cô cảm ơn bạn Bảo Hà nha. Rồi bạn nào có thể là chúng mình thấy những cái gì mà chúng ta cần phải nhớ số nhỉ? Ai cho cô Huyền biết nào? À, hôm vừa rồi cô Huyền dạy là cô Huyền đã cho chúng mình một chiếc chìa khóa. Đó là khi mà chú cá heo mà muốn tìm được mở các cái cánh cửa đó ra đúng không nào? Thì chú cá heo còn phải nhớ được ngày À, sinh cô mời của. bạn Chiêu Huỳnh. À, cô Huyền ơi, cô Vi đã mời bạn Chiêu Huỳnh kể thêm một số ứng dụng. Dạ, cô mời bạn Bạn Quỳnh Quỳnh Chi Chi. nào. Quỳnh Chi. Quỳnh Không Chi phải là Quỳnh Chi nha. nha, cô mở mic cho con nha. À, đúng rồi. À, con giới thiệu về con. Con xin chào các cô và các bạn. Con tên là Quỳnh Chi. Năm nay con 6 tuổi. Ba điều nói về con là thông minh, dịu dàng, thiếu thảo, xin mọi người hãy cổ vũ cho mình. Mọi người cổ vũ hãy cổ vũ cho cho Quỳnh bạn Chi Quỳnh Chi. nha. Quỳnh Chi ơi, con đã áp dụng những chiếc chìa khóa mà các cô đã trao cho con á, để con nhớ được những gì vậy? Số và hình. À, nhớ số và hình đúng không? Bây giờ chúng mình có thể cô Huyền mời một bạn nữa nha. Cô cảm ơn bạn Quỳnh Chi nha. À, nhớ số và hình để chúng mình nhớ cái gì? Để chúng mình làm Ngày gì sinh vậy? nhật. À, bạn nào sẽ giúp cô Huyền nào? Bạn nào sẽ giúp các cô nào? Cô mời Lara Thảo Ngọc. Con hãy mở mic của con lên nha. Rồi, con hãy giới thiệu về mình nào. Con tên là Thảo Ngọc, con 6 tuổi, bác từ đời nay về con là chị là tự tin, sáng tạo và tự lập. Xin mừng ngày hãy cổ vũ cho con. À, chúng mình cổ vũ cho bạn Thảo Ngọc nha. Rồi, Thảo Ngọc ơi, con đã ứng dụng các cái bộ mã hóa để con nhớ ngày gì vậy? Con nhớ ngày sinh của mọi người. À, Ôi, nhớ được tuyệt ngày vời sinh của mọi quá. người, tuyệt vời quá. Nhớ Ngày cả số điện thoại của ba mẹ. thế Bảo Ngọc đã nhớ những số của ai vậy? Con nhớ số điện thoại của ba và mẹ rồi. Thế bây giờ con có thể đọc một số điện thoại của ba mẹ cho cô và các bạn cùng nghe không? Số của ba trước nào. Súng nó không dùng một cái để cái bọc em nó bị cái còng tay lại. Có chuyện rất là hay để bạn ấy nhớ Vậy số dãy điện số nó thoại là qua gì đúng không con? nào? Dãy số là gì vậy con? Không chỉ không bốn bảy bảy ba một tám tám. Rất là tuyệt vời. Như vậy là bạn Thảo Ngọc đã nhớ một cái bộ mã hóa đã có thể là cao hơn đúng không nào? Rồi, cô cảm ơn bạn Thảo Ngọc nha. Bạn đã biết ứng dụng những cái bộ chìa khóa mà các cô đã trao cho chúng mình để nhớ. Thứ nhất, đó là ngày sinh của mọi người đúng không nào? Thứ hai, đó là nhớ được số điện thoại đúng không? Cô Huyền sẽ mời một bạn khác chia sẻ nha. Bạn nào có thể chia sẻ giúp cô là chúng mình ứng dụng để chúng mình nhớ gì vậy? Ai giúp cô nào?
À, cô mời bạn Minh Khang nha. Minh Khang. À, cô mời Minh Khang mở mic của mình nào. Con mở được mic chưa? Rồi, cô mời con giới thiệu về mình nào. Rồi. Này, con giới thiệu về con. Xin chào các bạn. Mình tên là Minh Khang. Hôm nay mình 6 tuổi. Ba tự đã nói về mình là trung thực, tự tế và thông minh. Xin nghe chú dâu. Chúng mình cổ vũ cho bạn Minh Khang nha. Bây giờ bạn Minh Khang trả lời giúp cô Huyền câu hỏi nào. À, con đã ứng dụng bộ bộ số mà bộ chìa khóa mà các cô đã trao cho con á. À, trao cho bạn cá heo để con nhớ điều gì vậy? À, con có thể nhớ gì vậy? Sao con đi đâu vậy? Cô hỏi con nhớ gì được rồi đó, con nói cho con nghe. Nhớ được cái gì? Cái số 12. Không phải, con ứng dụng để nhớ được cái gì á. À, các con ứng dụng nhá. Chúng mình nhớ là chúng mình sẽ ứng dụng cái con số, cái bộ chìa khóa đó đúng không nào, để chúng mình nhớ những gì. À, ví dụ như là bạn vừa rồi đúng không nào, vừa rồi bạn Thảo Ngọc á, bạn ấy nhớ ngày sinh này, nhớ số điện thoại của người thân này đúng không? Thế còn bạn Minh Khang nhớ điều gì khác bạn Thảo Ngọc không? Con có nhớ cái gì khác của bạn Thảo Ngọc không nè? Con nhớ ngày sinh của con. À, bạn Khang nhớ ngày sinh của con, đó là ngày gì vậy con? Ngày 1 tháng 1. À, bây giờ bạn Khang ơi, con có thể kể một câu chuyện để nhớ ngày sinh của mình không nào? Sao? Con có kể câu chuyện nhớ ngày sinh của con không? 1 tháng 1 năm 2016. 1 tháng 1 năm 2016. Cô hỏi con có thể kể câu chuyện không? Câu chuyện về ngày sinh nhật của con á. Mùng 1 là cái gì nhỉ? Chìa khóa của nó là gì vậy con? 01 là ngày là chìa khóa gì con? Có hai cái vù. Đúng rồi, tiếp theo nè. 2016 thì con sẽ nhớ hình gì? 20 nè, 20 là hình gì? 20 là hình gì con? Quả bom. Và 16. Và 16. 16 ốc sên. Rồi, rất là tuyệt vời. Cô Huyền cảm ơn bạn Minh Khang nha. Và như vậy mà khi mà các cô đã trao cho chúng mình đúng nào, cũng như là trao cho bạn cá heo ô hu những chiếc chìa khóa từ các số 00 đến 49, và chúng mình có thể ứng dụng nha. Và chúng mình có thể ứng dụng vào để chúng mình ghi nhớ ngày sinh của mình này, của những người thân trong gia đình của mình này. À, và chúng ta có thể nhớ số điện thoại của ba mẹ đúng không nào? Ít nhất là chúng ta sẽ nhớ số điện thoại của ba mẹ mình nha các bạn. À, và sau đó là sau ngày hôm nay các bạn hãy có thể chúng mình ghi này, chúng mình ghi nhớ hỏi tên, hỏi những người thân của mình ngày sinh của mọi người là ngày bao nhiêu, chúng mình ghi ra này, và số điện thoại của mọi người là bao nhiêu, và sau đó chúng mình sẽ dựa vào đó nhé. Dựa vào đó để chúng mình kể thành những câu chuyện để chúng mình có thể là chúng mình quay video, chúng mình đọc cho các cô để chúng mình để các cô xem rằng là chúng mình nhớ được bao nhiêu ngày sinh của những người thân trong gia đình mình và nhớ được bao nhiêu số điện thoại của mọi người nha các bạn. Các bạn có quyết tâm để làm với cô Huyền điều này không thì chúng mình hãy giơ tay chê cho cô nào. Cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và không để các bạn chờ lâu thì hôm nay sau khi thấy các bạn rất là xuất sắc trả lời các câu hỏi của cô, và cô Huyền lại thưởng cho các bạn một trò chơi nhé các bạn. Trò chơi hôm nay cô Huyền sẽ tiếp tục cho các bạn chơi trò chơi Quizy nha, để chúng mình tiếp tục ôn những dãy số nè. Rồi cô thấy rằng là hôm nay chúng mình chơi rất là xuất sắc rồi. Và sau cái buổi ngày học ngày hôm nay thì các bạn hãy nhớ rằng là
chúng ta hãy ứng dụng, đúng nào? Chúng ta hãy ứng dụng những cái bộ mã hóa, những chiếc chìa khóa mà các cô đã trao cho chúng mình để chúng mình nhớ. Thứ nhất đó là ngày sinh của mọi người này. Thứ hai, số điện thoại. Ngoài ra nhá, ngoài ra khi mà các bạn đi học á, khi các bạn đi học thì các bạn có thể nhớ được là những dữ kiện lịch sử này đối với các những bạn lớn đúng không nào? Và chúng ta có thể là nhớ được cái diện tích của nhiều nước đúng không nào? Diện tích của đất nước này, diện tích của không chỉ Việt Nam mà có thể là nhiều nước trên thế giới này. Và ngoài ra chúng ta có thể nhớ được số biển số xe máy này đúng không? Hay là chúng ta có thể nhớ được biển số xe máy, biển số xe ô tô và rất là nhiều những mà liên quan đến chữ số. Thì các con hãy vận dụng những cái bộ mã hóa này, những bộ chìa khóa mà các cô đã trao cho chúng mình để chúng mình nhớ nha các bạn. Và sau buổi học ngày hôm nay thì cô Huyền và cô Vi sẽ hẹn gặp các bạn trong những buổi học của cô Hồng. Đó là về cô Hồng sẽ chia sẻ những bài học của cô Hồng này và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong cái buổi mà chúng ta tổng kết nha. Mà để chúng mình nhận phần thưởng này, để chúng mình có những buổi tổng kết thật là vui, thì các con hãy nhớ quay video cho mình nha các bạn. Chúng mình hãy quay video và chia sẻ lên trang cá nhân này và Facebook cho các cô để các cô nhìn thấy chúng mình trên video đúng không nào? Các cô sẽ chấm và các cô sẽ trao giải cho các con nha. Cô các cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cô Tường Vi có dặn dò gì các bạn không ạ? Thì cô Huyền sẽ mở mic cho các bạn ạ. Cô Tường Vi cũng rất là vui vì được đồng hành với các con. Mong rằng qua cái khóa học này các con sẽ ứng dụng được để nhớ được số điện thoại của người thân, nhớ được những cái dữ kiện. Cô ơi, con chưa mở mic được. Chút xíu cô sẽ mở mic cho con. Cô Huyền sẽ mở cho các bạn nha. Mình cũng sẽ nhớ được ngày sinh nhật của mình nè, của cha mẹ, của anh chị em mình. Và các con hãy tích cực chúng ta quay video để chúng ta sẽ nhận được các phần thưởng từ các cô nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn những tình cảm của các bạn đã dành cho các cô trong suốt những buổi học nha. Bây giờ cô Huyền sẽ mở mic để nghe các bạn chia sẻ nha. Cũng đã muộn rồi đúng không nào? Bạn nào muốn chia sẻ thì chúng mình có thể ngồi lại nha. Cô cảm ơn bạn Tuệ Anh nha. Bạn Tuệ Anh bảo rằng là rất là nhớ cô Vi và cô Huyền đúng không nào? Cảm ơn con nha. Tuệ Anh rất là tuyệt vời. Chào cô.